Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Địa Vũng Tàu, từ 17 giờ chiều 21 tháng 8 đến 17 giờ chiều nay 22 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 17 ca Covid-19 trong khu cách ly tập trung, 66 ca Covid trong khu vực đang bị phong tỏa tại huyện Long Điền, thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, có 14 ca Covid phát hiện trong cộng đồng. Trong số này, 6 ca phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm tại nhà thuộc phường Long Toàn huyện Long Điền phát hiện một ca của bệnh viện Bà Rịa và một ca là nhân viên y tế hỗ trợ lấy mẫu tại các khu vực phong tỏa Long Hải. Huyện Xuân Mộc phát hiện một ca là tài xế trạm y tế xã Hòa Hiệp. Thành phố Vũng Tàu phát hiện 5 ca, gồm một ca tại xã Long Sơn đã hoàn thành cách ly, một ca tại phường Nguyễn An Ninh, một ca tại phường Thắng Nhất, một ca tại phường 10 và một ca tại phường 11. Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 97 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 28 tháng 6 đến 17 giờ chiều nay 22 tháng 8 lên 2.918 ca. Trong hôm nay, 134 bệnh nhân được xuất viện. Tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi hiện tại là 1.993 người, chiếm 62% số bệnh nhân COVID. Số trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung là 2.622 người và 346 trường hợp hoàn thành cách ly trong ngày.